Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị và các bạn cái máy Smokin hay gọi là máy Kansai nhưng mà chạy móc mù. Máy này thường sẽ play cho đầm váy và lưng quần. Khi may xong thì nó sẽ nhí như thế này. Thì đây là chỉ thun trên và chỉ dưới cũng thun luôn. Và khi các bạn kéo giãn hết cỡ nó bằng tâm mức nhìn cấu tạo nó chạy rất chi là êm. Và đối với máy này thì nó có từ vài kim tới vài trăm kim. Và tại xưởng sản xuất thì có độ các loại từ vài kim tới vài trăm kim. Tôi sẽ quay cho các bạn xem các loại máy hiện tại đang có. Chạy rất chi là êm và rất là nhanh, thao tác thì máy cũng rất là chuẩn. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái máy vài trăm kim. Và đây là máy móc kim. Nó xếp cũng được vài trăm kim. Và khi các bạn sợ chảy cũng rất chi là cực. Và tiếp theo là các loại máy tẩy xưởng. Máy này thì ít kim hơn. Và trong xưởng thì có đủ các loại máy, từ máy điện tử tới máy của Nhật ngày xưa và bây giờ. Và đây là đường móc kim. Sau khi chạy nối tiếp giữa hai mảnh vải với nhau. Và đây tiếp tục là con Kansai Mokin chạy vài kim. Từ mảnh vải thẳng mà khi chúng ta may Mokin thì nó sẽ xếp ly lại và nó nhúng lại. Như các bạn đang thấy, máy đang chạy và thao tác người may. Và đây là sau khi đã may ra thành phẩm. Chỉ xếp ly rất chi là đẹp và nó sẽ nhúng lại rất chi là đều. Các bạn thấy may rất chi là đẹp. Và đây là cái đường móc kim trang trí. Và từ một mảnh vải thẳng như thế này nó sẽ ra những cái kiểu khác nhau trên từng loại máy móc kim khác nhau. Và đây là máy xếp ly Kansai. Và xếp ly rất chi là đẹp. Và đây cử xếp ly. Và đây là các mẫu xếp ly khi máy đã may xong. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Hãy like và đăng ký kênh ủng hộ